Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này các bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Tissot đã được ship.vn mua tại Choma Shop, một seller uy tín ở Mỹ thuộc quận Brooklyn, New York và vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon mà dịch vụ USPS. Ở phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra một sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ ngày hôm nay. Ở bên trong các bạn sẽ thấy ngay hàm một cái đóng gói rất là đơn giản, một chiếc box chính đến từ thương hiệu Tissot, lớp giấy đệm gói nha các bạn, mình sẽ lấy nó ra. Phía dưới chúng ta sẽ có những cái tích cơ quảng cáo của seller hay là Choma Shop ha, rất là dễ thương. Và đây chính là hóa đơn từ seller Choma Shop. Nguồn gốc sản phẩm rất là rõ ràng, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Rồi tạm thời mình sẽ để qua một bên. Đi đến chiếc box chính của chúng ta ngày hôm nay của Tissot. Một chiếc box dạng vuông các bạn ha. Thì chiếc box này xuất hiện bắt đầu từ dịp Giáng sinh vừa rồi. Và cho đến hiện tại thì mình thấy là mình nhận được rất là nhiều cái loại box vuông như thế này đến từ Tissot. Thì chiếc box mới này của Tissot cũng được hoàn thiện dựa trên cái tiêu chí là bảo vệ môi trường, sử dụng 100% rác tái chế. Đồng thời họ cũng loại bỏ đi hai cuốn sách rất là nặng trước đây đó, cuốn sách lịch sử ra đời và cuốn sách catalog của hãng. Cho chúng ta một chiếc box còn nhẹ hơn rất là nhiều luôn. Bên ngoài chúng ta vẫn sẽ có một cái lớp bọc giấy màu trắng như thế này với tên thương hiệu Tissot cùng với năm ra đời. Mình sẽ lấy ra luôn nha, cho các bạn thấy được chiếc box chính bên trong. Mình đeo vào tay thì nó hơi dính một chút xíu, hơi khó lấy các bạn ha. Đây. Chiếc box chính bên trong chúng ta sẽ có một cái tông màu đen khá là mới nè, với tên thương hiệu Tissot nằm ra đời. Bên hông box chúng ta sẽ có một chiếc tem cung cấp một số cái thông tin về sản phẩm bên trong, như tên sản phẩm là Tissot Heritage Visodes Black Dial. Và chúng ta sẽ có một cái mẫu đồng hồ với mặt số màu đen dành cho nam, đến từ bộ sưu tập Visodes của Tissot. Giá niêm yết cho mỗi sản phẩm này sẽ là 395 đô, cùng với đó là mã sản phẩm luôn các bạn, T118. Thì cái này nó bị che một chút xíu, lát nữa mình sẽ cho các bạn xem rõ hơn, kỹ hơn trên phần tắt của sản phẩm nha. Phía sau đấy chúng ta sẽ có, đây chính là phương châm của hãng hiện tại, sử dụng 100% rác tái chế ha, để có thể bảo vệ hành tinh. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta nằm bên trong hộp luôn. Đây bên trong thì thiết kế bên trong các bạn thấy ha, họ cố định chiếc đồng hồ chúng ta ở phần trung tâm rất là đẹp mắt luôn. Đây là một chiếc hộp mình đánh giá là cái độ hoàn thiện nó rất là tốt, cũng như là một cái sự bố trí sản phẩm nằm rất là hợp lý và cố định nó rất là chắc chắn. Phía dưới chúng ta sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng đến từ Tissot khá là dày với rất là nhiều ngôn ngữ bên trong, cùng với đó là chiếc gối để cố định đồng hồ chúng ta ha. Rồi sản phẩm này vẫn được bảo quản bên trong một chiếc túi ni lông rất cẩn thận như thế này, mình sẽ lấy nó ra. Đây, chiếc đồng hồ vẫn mới 100% nguyên siêu, siêu mặt nha các bạn, siêu đáy nè, cũng như là phần siêu khóa của chúng ta, tất cả các chi tiết đều còn rất là hoàn hảo luôn, mới 100%. Trước hết là mình sẽ tháo lớp siêu mặt ra nha, cho các bạn có những cái trải nghiệm tầm nhìn nó thực tế nhất về mẫu sản phẩm đồng hồ ngày hôm nay. Đây, các bạn tháo cẩn thận cái phần siêu đáy rất là dễ bị bóc ra, chung với cái lớp siêu mặt này. Đây, nó hơi nghiêng một chút xíu rồi nè, để mình dán lại cho nó đẹp hơn ha. Thì mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay rất là đẹp luôn các bạn. Và mẫu Tissot ngày hôm nay của chúng ta sẽ có tên đầy đủ là Tissot Heritage Visodes, với mã sản phẩm đầy đủ sẽ là T118.410.36.057.00. Mã sản phẩm này mình có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc đồng hồ này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại eShip.vn nhé. Và các bạn cũng có thể đánh là T118 vào trang chủ của eShip.vn để có thể tìm mua các sản phẩm khác thuộc bộ sưu tập Visodes này của Tissot. Chúng ta sẽ có những cái thông tin rất là chi tiết về sản phẩm trên phần tắt này luôn. Đó, thứ nhất là cái phần số series nè, cái phần này khá là quan trọng ha. Đây là một cái mã định danh cho mỗi chiếc đồng hồ Tissot, nó giống như căn cước của chúng ta vậy, sẽ không mẫu nào giống mẫu nào nha. Ở phía trên đây chúng ta sẽ có những cái thông tin như là vật liệu hoàn thiện là steel, cái là stainless steel, đó là thép không gỉ các bạn, và được mã BVD. Chúng ta sẽ có kế bên là 33, tức là khả năng kháng nước 30m nè,
sử dụng của máy pin với chữ Q, có nghĩa là quạt sử dụng máy pin với chức năng IOL là End of Life, dự báo dự trữ năng lượng. Mà khi mà đồng hồ chúng ta gần hết năng lượng thì chiếc kim giây sẽ nhảy từ 2 đến 4 giây một lần, dự báo chúng ta biết là gần hết pin rồi, chúng ta có thể đi thay. Chữ S sau cùng đó chính là kính, là kính Sapphire các bạn ha. Phía sau tắt là chúng ta sẽ có tên thương hiệu Tissot cùng với năm ra đời, đơn giản vậy thôi đó. Và chữ tắt nó cũng tương đối là đầy đủ thông tin rồi. Còn bây giờ mình sẽ đi đến thông tin đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là đường kính trên mẫu này. Đường kính cho mẫu Visodes này đó là 40mm, tích hợp với các bạn nam có cổ tay tầm 16cm lên tay, nó sẽ cực kỳ tuyệt vời. Độ dày cho mẫu này chỉ là 10.7mm mà thôi, tương đối là dễ đeo dành cho nam. Kính được sử dụng cho mẫu sản phẩm này đó là kính Sapphire dạng vòm nha, nó rất là cao cấp và khá là hiếm, mang lại cho đồng hồ khả năng chống va đập cao, mặt số và khả năng hiển thị vượt trội hơn nhờ độ trong suốt của Sapphire. Và bởi vì nó là vật liệu cứng nhất sau kim cương cho nó thì được sử dụng trong những chiếc đồng hồ cao cấp với khả năng là chống xước tuyệt vời nhất. Đó chính là cái ưu điểm lớn nhất của kính Sapphire, khiến cho giá thành của nó cũng cao hơn khá là nhiều so với kính khoáng thông thường. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái Sapphire dạng vòm, thì lúc nãy mình có nói nó khá là hiếm tại vì nó cứng lắm các bạn. Nó cứng nhất sau kim cương cho nên chế tác nó ở những cái hình dạng khác như thế này nó sẽ rất là phức tạp và khó. Cho nên chúng ta sẽ thấy là nó chỉ xuất hiện ở một số mẫu đồng hồ cũng như là một số mẫu bộ sưu tập nhất định mà thôi. Đây, chúng ta thấy cái phần nhô lên của phần kính sẽ rất là nhiều luôn. Ở riêng bộ sưu tập Visodes này thì mình thấy là cái phần Sapphire này họ chăm chút, nó rất là tỉ mỉ từ phần bát cạnh kính nè cho tới cái phần vòm lên ở phần mặt kính, nó rất là tỉ mỉ cho chúng ta một cái độ nổi khối rất là rõ ràng trên phần mặt số ha, tăng cái khả năng hiển thị hơn rất là nhiều luôn. Về thiết kế mặt số bên trong mà các bạn sẽ thấy ngay cái nét cổ điển. Đầu tiên là về phần cọc số là chúng ta sẽ có các cọc nhọn dạng cọc đơn, riêng bốn cọc số quan trọng nó sẽ là cọc số học trò, tức là cọc số Arabic. Đây là 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ và 12 giờ. Nó mang lại nét mới mẻ hơn cũng như là hiện đại hơn. Các cọc số còn lại vẫn là dạng cọc đơn các bạn ha. Bộ ba kim chức năng vẫn được trang bị đầy đủ trên sản phẩm này, là giờ, phút, giây và được thiết kế dạng mũi giáo rất là thanh mảnh cổ điển. Chúng ta sẽ có tên thương hiệu Tissot được nằm ở góc 12 giờ. Và đây cũng là cái chữ ký cổ điển của Tissot nha các bạn. Nó mang một cái gì đó hoài cổ về quá khứ hơn. Tên bộ sưu tập sẽ được đặt ở góc 6 giờ, Visodes, cùng với ô cửa sổ lịch ngày sẽ nằm góc 3 giờ truyền thống với nền màu đen và chữ số màu trắng. Nó tạo cái độ tương phản trong khi chúng ta dễ đọc hơn rất là nhiều. Và phía dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ Swissmet, tuy nhiên thì nó hơi chìm một chút xíu ha. Thông thường nếu các bạn thấy là chúng ta thấy dòng chữ màu trắng thì nó dễ đọc hơn. Còn ở đây chúng ta sẽ có một cái dòng chữ nó tông màu vàng đồng, nó hơi khó đọc một chút xíu. Thì để gắn được cái dòng chữ Swissmet này, các bạn cần phải biết rằng chiếc đồng hồ chúng ta có trên 60% chi phí sản xuất, lắp ráp và kiểm định ngay tại Thụy Sĩ nhé, thì mới có thể gắn được dòng chữ này. Từ đó cho thấy độ tin cậy cũng như chất lượng đến từ thương hiệu Tissot rất là cao. Về phần khung vỏ nè, chúng ta sẽ được đây hoàn thiện hoàn toàn từ thép không gỉ 316L, một loại thép chuyên dùng để sản xuất đồng hồ và được mạ một cái lớp PVD màu đồng giả cổ như thế này, nó tạo nên cái nét cổ điển tuyệt đối dành cho sản phẩm của chúng ta luôn. Như các bạn có thể thấy nè, rất là đẹp luôn các bạn. Và chế tác cái đánh bóng cũng sẽ sử dụng trên cái phần khung vỏ này cũng như là phần vành benzen này các bạn thấy nè. Những cái chế tác đánh bóng nó sẽ mang lại cái sự là nó bóng bẩy hơn. Tuy nhiên thì do cái lớp bản chất cái màu đồng giả cổ này thì nó đã mang cái nét cổ điển rồi, cho nên là cái phần cảm nhận về độ bóng trên cái chế tác này chúng ta cũng thấy không quá nhiều, nhưng mà cái hiệu ứng ánh sáng thì vẫn nhận thấy rất là rõ ràng nha các bạn. Khi các bạn di chuyển cổ tay ở các góc nhìn thì các hiệu ứng ánh sáng sẽ bắt đầu chạy trên cái phần chế tác này và nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là cuốn hút, luôn luôn thích nhìn vào cái mặt số của sản phẩm cũng như là hai bên khung vỏ nè, thì mọi người đều sẽ bị thu hút bởi những cái hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt như thế này. Về phần núm vặn chính, chúng ta sẽ được thiết kế tương đối là hài hòa trên sa mặt 40mm. Mặt núm chúng ta vẫn sẽ có logo Tissot và đây là logo cổ điển nha các bạn, hay còn gọi là chữ ký của Tissot luôn. Đó, nó sẽ được đặt ở trên phần mặt núm nè, rất là cổ điển luôn. Điểm nhấn tiếp theo trên mẫu sản phẩm này đó chính là phần dây đeo. Dây đeo ở đây chúng ta sẽ được trang bị một cái dây đeo da trẻ trung, thanh lịch. Các mẫu dây da thì thường khá là nhẹ nhàng, dai chắc và nó cũng tạo nên cái độ ấm cũng như là cảm giác ôm tay cho người đeo. Bên cạnh đó thì dây da nó sẽ thường bị ảnh hưởng do thời tiết cũng như là mồ hôi của người đeo, làm mất đi cái vẻ bóng bẩy ban đầu. Cho nên là việc vệ sinh cũng như giữ gìn dây đeo cần tỉ mỉ hơn rất là nhiều so với các loại vật liệu khác. Ở đây chúng ta sẽ có một cái loại dây da bò nha các bạn. Đây. Rất là đẹp luôn. Chúng ta sẽ có một cái màu nâu sáng. Đó, nó tạo nên cái nét cổ điển hơn và thanh lịch hơn cho mỗi đồng hồ chúng ta. Khóa để sử dụng cho mẫu này vẫn là khóa gài, khóa tiêu chuẩn của Tissot. Và trên mặt khóa chúng ta cũng sẽ có tên thương hiệu luôn các bạn.
những cái chi tiết rất là cổ điển nè. Và phần khóa này chúng ta cũng sẽ có một cái lớp mạ BVD màu đồng giả cổ như thế này luôn. Phía sau dây chúng ta sẽ có những cái thông tin như là mã dây nè, tên thương hiệu, năm ra đời cũng như là size dây và chiều dài dây luôn. Những cái thông tin rất là chi tiết về sản phẩm được Tissot họ thể hiện ngay trên phần dây đeo của mình. Mình rất thích cái điểm này ở Tissot, thì họ cung cấp đầy đủ như thế này, chúng ta dễ dàng thay dây ha. Khi các bạn có nhu cầu thay dây hoặc thay phong cách thì chúng ta sẽ dễ dàng biết được cái size dây cũng như chiều dài dây của mình. Về phần thiết kế mặt đáy thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế đáy kín rồi, rất là quen thuộc trên các mẫu sử dụng pin giống như thế này. Và tên thương hiệu Tissot cũng được đặt trên phần khung vỏ trung tâm, phần phía dưới các bạn ha, ngay trên cái phần số series này. Chính ký tự màu trắng này chính là số series của sản phẩm. Và do cái lớp đồng giả cổ này cho nên là những cái thông tin nó khá là tiệp màu, hơi khó đọc một chút xíu nha các bạn. Đây, đầu tiên là về khả năng kháng nước nè, 33 tức là 30m, stainless steel tức là thép không gỉ ha, sapphire rattle, kính sapphire. Rồi, đó là những cái thông tin họ cung cấp phía dưới mặt đáy này. Nói về cái khả năng kháng nước thì các bạn cần chú ý một chút xíu nha. Đây là một trong những cái lỗi thường gặp nhất, là lỗi vào nước của đồng hồ, chủ yếu là do thói quen sử dụng hàng ngày của chúng ta. Có hai trường hợp là thường xuyên xảy ra nhất. Trường hợp thứ nhất là khi các bạn đã để đồng hồ tiếp xúc với nước thì tuyệt đối không sử dụng đúng vặn luôn. Cái là điều thứ nhất. Thứ hai là khi các bạn rửa tay, tuyệt đối không rửa tay dưới vòi nước trực tiếp và để nước nó xối thẳng vào trong cái phần đúng vặn chính này, rất là nguy hiểm. Áp suất nước sẽ rất là lớn, lớn cái miếng ron cao su bảo vệ bên trong và nước vẫn có thể bị đẩy vào bên trong máy của chúng ta gây hư hỏng nha. Và nói về máy thì bên trong chúng ta sẽ có một cái bộ máy sử dụng pin có tên là ITA 955.112 cho độ chính xác rất là cao. Máy pin thì luôn được đánh giá cao về độ chính xác vì nó hoạt động liên tục cho đến khi nó hết năng lượng mà thôi, không cần phải tinh chỉnh thời gian thường xuyên như các mẫu đồng hồ cơ khí. Thì đó chính là cái ưu điểm vượt trội của máy pin so với các loại máy cơ khí các bạn nha. Và qua các góc quay các bạn thấy sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay thì vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn móc hay trầy xước phía trên phần khung vỏ nè, mặt kính cũng như là phần mặt số đồng hồ, tất cả các chi tiết đều còn rất là hoàn hảo luôn. Dây đeo nè cũng như phần khóa đều còn nguyên siêu mới 100%. Và tổng kết lại thì các bạn thấy đó, quay trở về những năm 1950 thì Tissot họ đã kỷ niệm 100 năm thành lập bằng một loạt các cải tiến. Một trong số đó là việc tích hợp chức năng ngày vào bộ máy bên trong chiếc đồng hồ có tên Visodes này. Tissot Heritage Visodes biến di sản của quá khứ thành những chiếc đồng hồ đương đại được chăm chút đến từng chi tiết. Và logo Tissot lịch sử trên mặt số, mặt sâu, đấm vạn và khóa, đó chính là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Chính vì thế mà các bạn thấy đó, những cái dòng chữ ký Tissot cổ điển này được thể hiện rất là nhiều trên phần mặt số đó, khóa nè, đấm nè, cũng như là cái phần mặt đáy đây. Đó chính là những cái cầu nối mà gợi nhớ chúng ta về một cái di sản rất lớn đến từ Tissot. Và đó cũng là những cái góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm đồng hồ ngày hôm nay, cũng như là những cái chi tiết chia sẻ rất là thực tế của Isotman đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu đồng hồ Tissot nói chung cũng như là mẫu Tissot Visodes ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại Isotman thì đang có rất là nhiều mẫu mã đồng hồ với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu. Đến Isotman các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng và cam kết các sản phẩm tại Isotman sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.